Chiều nay, vòng đàm phán hòa bình mới nhất giữa Nga và Ukraine đã bắt đầu tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine trong vòng hơn 2 tuần qua. Trước đó, hai bên đã tiến hành 3 vòng đàm phán trực tiếp tại Belarus và vòng thứ tư được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Trước thềm đàm phán, phái đoàn hai nước đã có cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Và tại cuộc gặp, thì nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga và Ukraine chấm dứt cuộc xung đột hiện nay và khẳng định cả hai bên đều có mối quan ngại chính đáng và có thể đạt được một giải pháp mà cộng đồng quốc tế có thể chấp nhận. Theo ông, thì việc kéo dài xung đột không phải là mong muốn của bất kỳ quốc gia nào và việc chấm dứt tình hình căng thẳng hiện nay sẽ phụ thuộc vào cả Moscow và Kiev. Trước thềm diễn ra cuộc hội đàm trực tiếp giữa Moscow và Kiev ở Istanbul, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua đã kêu gọi ngừng bắn nhân đạo tại Ukraine. Ông Guterres cho biết là Liên Hợp Quốc đang làm việc với các bên liên quan nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn vì mục đích nhân đạo tại Ukraine. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc nhấn mạnh các bên liên quan cần phải tìm ra giải pháp chính trị, không thể để tình trạng như hiện nay tiếp diễn. Ông cũng bày tỏ hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ giúp hỗ trợ nhiều nơi trên thế giới giải quyết những hậu quả do cuộc xung đột ở Ukraine gây ra. Ví dụ như là ngăn ngừa nạn đói xảy ra ở nhiều nước đang phát triển. Những nước mà còn chưa kịp phục hồi sau đại dịch COVID-19 đã phải đối mặt với giá cả thực phẩm và năng lượng lên tới mức kỷ lục. Dù cách rất xa Ukraine, nơi đang có chiến sự, nhưng nhiều nước châu Phi cũng đang cảm nhận rất rõ những tác động kinh tế từ cuộc chiến này. Từ các hãng hàng không ở Nigeria cho đến khách mua hàng ở Malawi đều cảm nhận tác động của cuộc chiến thông qua việc nhiên liệu, ngũ cốc và phân bón đang cùng nhau tăng giá. Tác động từ cuộc chiến Ukraine và các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga đã chuyển hóa thành giá cả đầu vào leo thang tại châu Phi. Nga và Ukraine, hai nước cùng chiếm khoảng 25% xuất khẩu lúa mì trên thế giới. Cuộc xung đột đã làm gián đoạn vận chuyển, dẫn đến việc đẩy giá lên cao, cả lúa mì và bột mì. Trong khi đó, giá dầu thế giới trong tháng qua đã có lúc lên tới hơn 100 đô la Mỹ một thùng, mức cao nhất trong 10 năm qua. Đối với chủ tiệm bánh ở Lagos, Nigeria này, đây là điều không mong muốn. Chi phí sản xuất đã tăng lên rất nhiều, ảnh hưởng đến giá bánh mì cũng đã tăng 40%. Tại trung tâm thương mại ở thủ đô Lilongwe của Malawi, người mua cũng đang xót ví vì bánh mì. Việc mua bánh mì ngày càng khó khăn bởi vì giá tăng theo cấp số nhân so với trước đây. Số tiền chúng tôi bỏ ra mua 2 ổ bánh mì trước đây thì bây giờ chỉ mua được 1 ổ. Chúng tôi đang phải chi tiêu nhiều hơn. Ngoài bánh mì, giá dầu diesel cũng đang báo động đỏ. Chỉ trong một tháng, giá đã tăng gấp đôi. Trong một tháng đã tăng đến 600 naira, trong khi nhiều ngành công nghiệp sử dụng dầu diesel, xe tải chở thực phẩm từ Bắc vào Nam cũng chạy bằng diesel, tàu hỏa cũng chạy bằng diesel. Những nơi khó khăn như Bukavu, miền đông Congo, tình hình còn bi đát hơn nữa. Cuộc chiến và các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng. Chúng tôi hầu như không sản xuất bất cứ thứ gì, và mọi thứ được sản xuất ra đều không đến thị trường vì tình trạng đường xá. Chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung quốc tế và giá cả đang tăng lên do chiến tranh ở Ukraine. Cuộc chiến tại Ukraine chưa có dấu hiệu sớm chấm dứt, và khi nó còn tiếp tục thì những tác động kinh tế vẫn là báo động đỏ ở châu Phi.